vào lúc 7:30 ngày 18 tháng 8 vừa qua, hàng ngàn các bạn trẻ đã có mặt rất sớm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn để được tham gia đại chiến bong bóng nước lần đầu tiên tại Việt Nam được nhãn hàng Miranda tổ chức. Tham gia chương trình, các bạn không chỉ được thưởng thức nước uống cực ngon tạo dáng trước ống kính mà team nhà mình đã thực sự quậy khởi động qua các trò chơi, khám phá kho báu, thu hoạch cam, thủy xạ bong bóng, bowling bong bóng, thử thách bong bóng khổng lồ. Với các trò chơi cực cool này, team nhà mình đã thỏa sức thể hiện khả năng ném bóng bách phát, bách trúng, thử tài khéo léo, dẻo dai và thu thập vũ khí bong bóng cũng như giành giải thưởng từ chương trình. Đại chiến bong bóng nước được mở màn với phần trình diễn của hai thủ lĩnh trẻ trung, năng động, đại diện cho hai đội tham chiến trong chương trình. Đó chính là đội vui bùng nổ từ anh Trấn Thành. Và đội ngon bất ngờ từ ca sĩ Đông Nhi. Bên cạnh đó, team nhà mình còn được sát cánh cùng các đồng minh chính là nhóm 365, Mia và Eddie Trần và hàng ngàn bạn trẻ đã cùng hòa bước nhảy trong màn đá bóng bằng vũ đạo flash mob của hai đội. MC Thanh Tú tuyên bố chính thức bắt đầu khai chiến là hàng ngàn trái bong bóng nước được ném ra rợp cả Thảo Cầm Viên. Bực mí đã có hơn 70.000 trái bong bóng các loại đã sử dụng. Mọi người đã cùng nhau bùng nổ hết mình. Phải nói rằng đây là trận đại chiến bong bóng nước lần đầu tiên có 102 tại Việt Nam. Vui quá xóa vui. Trước đó nhiều tuần, Kim đã cùng nhau tham gia thế giới trò chơi vui nhộn trên website www.mirandafunworld.com.vn với hơn 1,6 triệu lượt truy cập và fanpage trên Facebook với lượng like kỷ lục là trên 26.000 fan chỉ trong vòng 39 ngày thôi đó. Với phương châm vui bùng nổ ngon bất ngờ, Miranda mới thực sự đã tặng cho team chúng ta một thức uống cực ngon và một chương trình cực vui.